Chào mừng quý vị đến kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Cám nha. Vâng, thì tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị là bây giờ là đúng 4 giờ chiều ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch năm 2019. Vâng, thì tôi đang có mặt tại thị trấn Yên Lập, vâng, tại nhà anh Tùng Thúy để bàn giao cho anh một bộ sản phẩm gồm có bàn, ghế và giường và bàn thờ. Vâng, thì đây trên hình ảnh quý vị, đây là chiếc nhà mới, ngôi nhà mới của anh đây đang bắt đầu khánh thành, và chúng tôi đang vào để bàn giao đồ gỗ cho anh. Thì bây giờ đi vào chi tiết, tôi sẽ giới thiệu quý vị những bộ bàn ghế mà chúng tôi đang bắt đầu lắp đặt nha. Kia đây. Anh Tùng ơi. Thì trên hình ảnh quý vị nhìn đây là anh Tùng chủ nhà đây, và anh đang cùng anh em đang canh chiếc bàn vào đây. Đẹp quá, nhưng mà mỗi tội là sợ luôn. Chủ nhà là trước. Đấy, nhờ mấy ông ngoài kia tập trung kênh rồi đấy. Đấy. Cảm ơn anh và chồng nhá. Bộ bàn ghế này xin giới thiệu với quý vị là chất liệu bằng gỗ gõ đỏ nhá. Và bằng gỗ được chúng tôi nhập khẩu từ Nam Phi về đây. Chất gỗ rất là chắc. Đấy, sức to như anh Tùng mà đi đấy khạng nạng nặng quá. Đấy thì rất tuyệt vời, rất đẹp đúng không? Rất đẹp. Đấy, trên hình ảnh quý vị đấy là anh Tùng đấy, chủ nhà. Em không ngồi đâu. Em không ngồi đâu. Thầy giáo sẽ đi đánh đàn đây. Phục vụ làm cưới bà con. Đấy, ai có nhu cầu thì cứ xin liên hệ với chỗ anh Tùng là chuyên đàn ca sáo nhị đây, đúng không? Đàn bầu sáo nữa, guitar, mandolin anh đều chơi được hết đấy, chuyên phục vụ đám cưới đấy. Đấy. Thử vào ngồi xem được không em? Em không vào đây, không vào đây để quảng cáo anh ấy. Không ngồi đâu. Làm kiểu anh không đã mặc váy đâu. Chả bảo sớm để mặc váy quần áo này mà. Đó làm kiểu con chính ăn mặc. Dạ. Con đi ra. Nó ra bê mà. Đấy. Thưa quý vị, đây trước đoạn dài đây, khoảng nó kích thước là 2m4 nhá. Đấy, gỗ được tôi chọn là lạc rất đẹp, rất là vân vèo. Đấy. Đấy. Sơn bóng, bóng hút được cầu thang. Đây là hai đoạn ngắn đấy. Trước bà. Cái giường lắp xong chưa nhỉ? Giường anh ấy bảo có phần tay giường này. Cái này ở đây nữa. Đấy. Về đúng lúc cuối anh ở đây thợ đang thi công lắp tủ bếp đây, rất là đẹp đấy, nhà tủ mẫu rất là hiện đại đấy, đúng không? Đấy. Đây là giường.